Có bao giờ bạn đã mơ mình trở thành một anh hùng, mang trong mình võ công tuyệt đỉnh để hành hiệp giang hồ giúp người vô thế? Có bao giờ bạn mơ thấy một tình yêu tuyệt đẹp, quyến rũ và lãng mạn? Ảo là thật, mà thật cũng là ảo. Trong cái thế giới mà ta tưởng chừng như là ảo, đã biết bao điều trở thành sự thật. Chào các chư vị thập nhị sát quân.
Hôm nay tại hạ muốn gặp mặt tất cả các chư vị ở đây, không phải để bàn về việc phân chia ranh giới, mà tại hạ muốn thông báo tới các chư vị một tin không vui, có ảnh hưởng trực tiếp tới sự tồn vong sắc phái các chư vị. Đêm qua, tại hạ nhìn lên trời và thấy xuất hiện một vì tinh tú chói sáng ở phương Nam. Chắc chắn nơi đây sẽ sản sinh ra một anh hùng. Và quả nhiên, sau khi tại hạ cho chim tinh gia dùng ma thuật chiếu yêu, đã thấy tất cả. Người này sinh ra để thống nhất thập nhị sát quân. Sau đây tại hạ xin mời các chư vị hãy mục kích sở thị sẽ rõ. Tại hạ không dám ngoan ngôn. Xin mời. Xin các chư huynh đệ đừng đánh nhau nữa. Chúng ta đều là anh em một nhà mà. Ai anh em với nó? Đồ quá! Ai thèm là anh em với tụi bay? Đồ đâu? Quay! Đồ quá! Đồ quá! Đồ nhau! Đồ nhau! Thôi! Xin các huynh đệ hãy nghe tôi nói đã. Xóm trâu và xóm bò, trước kia chúng ta đều là anh em. Nhưng vì muốn tìm ra thật nhiều cỏ cho trâu bò ăn, nên họ phải tách nhau ra để đi tìm những đồng cỏ non. Dần dần trâu bò nhiều, mà cỏ thì quá ít, nên họ phải đi thật xa để tìm những đồng cỏ mới. Đi xa mãi, rồi quên nhau luôn. Lúc quay trở về, họ không còn nhìn ra nhau nữa, mà tưởng là kẻ thù mới tới chiếm đồng cỏ của mình. Từ đó sinh ra chiến tranh triền miên giữa hai phái trâu và bò. Mày là ai? Mày dám ngăn cản tụi tao? Tại hạ tên là anh Hùng. Anh Hùng hả? Kệ mày chứ. Hôm nay tao phải quyết đấu với tụi số bò. Tụi bay tấn công. Sao? Còn muốn đánh nhau nữa không? Chịu hòa bình chưa? Thủ đã!
Nếu đã tôn ta làm thủ lĩnh thì hãy nghe ta đây. Đất nước đang bị đại loạn bởi 12 sát quân cứ đánh nhau tranh giành lãnh thổ triền miên, khiến cho người dân sống trong cảnh đói khổ chết chóc. Các anh em mỗi người hãy bẻ một cành lao, chúng ta sẽ tập cờ lao trận để đi công thành, thống nhất thập nhị sát quân về một mối, đem lại sự bình an cho xã tắc muôn dân. Các huynh đệ có đồng ý không? Đi theo ta. Đội công chi mà thâm hậu quá vậy hả? Trời ơi, nó ném cầu bò thiệt là ghê quá đi. Quên là cao thủ. Làm sao bây giờ? Lần này chết chắc. Xin các chư vị đừng lo lắng. Để diệt trừ hậu quả, ngay từ lúc này, mỗi sát quân hãy cử ra những cao thủ giỏi nhất. Ta sẽ đồng loạt truy sát hắn trước khi hắn kéo quân về công thành. Còn bây giờ, ta sẽ lập một trận đồ gọi là thập nhị ma trận để đối phó với cờ lao trận của hắn. Các chư vị có lãnh ý của ta không? Rồi. Mẹ, con đang luyện công tự dưng mẹ kêu con dậy. Công với phu cái gì? Vẽ gì đây? Đồ của con mẹ đừng có coi. Thắng à, mẹ mua bán cực khổ, mượn thêm tiền mua cho con cái máy vi tính này để cho con học. Mẹ muốn con học thành tài. Năm nay mà con không có tốt nghiệp đại học được á nghe, thì ở nhà bán phở luôn với mẹ ha. Con mà thi rớt hả, con đi giang hồ luôn. Hả? Con nói gì Thắng? Mẹ, mẹ đừng có lo, con không làm phụ lòng mẹ đâu. Hả? Hả? Cho hai tôi gọi đi dì hai ơi. Dạ dạ có liền. Mày nhớ sáng nay đi họp đó nha. Dạ. Mẹ con nghe gì? Sao bà chủ? Này 3 tháng rồi không đóng tiền. Hay là muốn nghỉ bán? Mấy chú thông cảm. Vì tháng này bán ế quá. Mẹ, ế mà có tiền mua máy vi tính cho con.